Hello các bạn, hôm nay mình sẽ review cho các bạn Ibawasa 2 Season 2016. Và với mức giá retail là 400 đô cho một đôi giày như thế này thì quả là thật là rất mắc so với những đôi giày thể thao khác. Thì với 400 đô đó bạn nhận được những gì? Thì đây mình sẽ unboxing và review cho các bạn thấy đôi Ibawasa này cùng những gì trong này. Đây là Season 2016, mình mới mua cái này không lâu. Và màu của nó là màu black and white. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp. Và với những phiên bản giày cao cấp như thế này, nó sẽ tặng thêm những cái phụ kiện đi kèm. Thì đầu tiên nó chính là dust bag, là một cái túi như thế này. Và hai cái túi, nó cho mình tới hai cái túi rồi. Mỗi chiếc, mỗi cái được một chiếc. Và những cái túi này làm bằng chất liệu rất là đẹp. Và các bạn thấy đây, Iba Yabi Yamamoto. Thì cái túi này công dụng của nó là khi mà các bạn đi xa và muốn mang giày theo, thì thay vì phải mang theo một chiếc hộp cồng kềnh như thế này thì bạn chỉ cần cho vào trong cái túi nhỏ gọn như thế này là bạn mang bỏ vào hành lý thôi, rất là tiện dụng. Tiếp theo thì sẽ cho mình thêm một cái túi đựng dây giày Secure. Đây dây Secure cùng màu với lại đôi dây giày mà bạn có sẵn trong cái trong hộp của mình, rất là đẹp, rất là châu chú. Cũng có chữ Iba Yamamoto cho nó luôn. Tiếp theo là một cái tag Iba. Thì trên này có cái hướng một cái bài lời khuyên trên này, thì nó chủ yếu nó muốn nói với mình là đây là một sản phẩm không phải là dành cho thể thao, chuyên dụng cho thể thao, nó chỉ là một sản phẩm chuyên về cho thời trang nhiều hơn, và các bạn nên mang nó như là một đôi giày mang đi chơi chứ đừng có mang nó chạy bộ, tập thể dục thể thao không rỗi gì hết. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, đôi giày Ibawasa 2016. Và thiết kế của nó thì cũng vẫn giữ nguyên như những season trước, nó chỉ có khác ở một chút ở các đặc điểm như là màu. Để cho mấy cái này vô đây, cái một chút đặc điểm như là màu sắc của một vài chi tiết thôi, nhưng mà những thiết kế của Yoji Yamamoto thì trước giờ các bạn cũng đã biết, thì màu tông màu chủ đạo vẫn là màu đen và có chút xíu màu trắng. Yoji Yamamoto là một nhà thiết kế người Nhật, và hiện tại những ông đang là một nhà thiết kế ở Paris và cho có một sức ảnh hưởng không nhỏ đến nền thời trang của thế giới. Đầu tiên là về phần upper, thì upper của đôi Ibawasa này là làm từ neoprene. Đầu tiên là neoprene và có cái một lớp là lớp elastic, là lớp thun nó bao bọc bên ngoài để giữ phong của đôi giày. Thì các bạn thấy trong này mình không có độn giấy, độn phong giữ giày gì hết, mà cái phong giày nó lúc nào cũng luôn luôn đứng như thế này. Các bạn để ý thấy cả hai đôi luôn, phong nào cũng đứng như thế này. Và cái đặc điểm của Ibawasa nó rất là mình rất là thích ở nó, đó chính là cái phong giày nó nhìn rất là đẹp. Và cái upper là bằng neoprene, do đó nó phù hợp với lại mọi loại chân, thon dài, chân bè các thứ. Nhưng mà theo mình nghĩ, mình khuyên các bạn, nếu mà các bạn nào có chân quá bè thì không nên mang đôi này, tại vì khi mà các bạn xỏ chân vào nó sẽ giãn ra, làm cho cái đôi giày nó mất nhìn, nó mất cái form của nó, thì nó sẽ mất đẹp đi. Do đó các bạn là chân thon dài mang đôi này sẽ rất là đẹp. Kế đến thì cái phần elastic, cái phần thun này nó chất liệu rất là cao cấp và nó sẽ giữ cái bàn chân bạn lại, tạo cho các bàn chân của bạn có một cái form rất là đẹp khi mà các bạn outfit nó. Tiếp đến là cái phần chỗ này là bằng da, và chỗ này cũng bằng da luôn, chỗ này bằng da. Thì ở bản Triple Black 2015 và thì chỗ này là bằng da lộn, còn riêng chỗ này thì chỗ này là bằng da rất là mềm. Và chỗ này mình không hiểu tại sao mà chỗ này với lại chỗ gót dưới này nó lại làm hai chất liệu da khác nhau, nhìn nó là không ăn nhập, nhưng mà tổng thể thì cũng không ảnh hưởng đến mấy. Kế đến thì đó là phần dây này là Wesley, rất là đẹp, và nó là bản flat, nó là bản dẹt ra, nhìn nó rất là cao cấp. Phần gót có chữ Iba ở đây. Thiết kế của mỗi season của Iba thì nó cũng chung một thiết kế như thế này, chỉ khác một vài đặc điểm nhỏ thôi. Ví dụ như năm 2014 thì nó có chỗ này, 2013-2014 mình không nhớ rõ cái năm, thì cũng là phần black and white, upper là màu đen và phần đế là màu trắng. Chỗ này thì nó là chữ Yamamoto màu trắng, nhưng mà cái chữ đó là người ta
sơn lên, cái đó là dòng chữ là người ta làm vẽ lên thôi chứ người ta không có khắc như ở những cái bản 2015 trở đi. Thì lý do là vì những cái chi tiết như thế này mà làm chỉ là sơn lên thôi thì nó sẽ rất là không có bền và rất là mau bong chóc. Do đó từ năm bản 2015 trở đi người ta đã 2014 2015 trở đi người ta đã update lên là người ta đã khắc laser lên trên này, nhìn rất là đẹp và rất là bền, chi tiết rất là sắc sảo. Kế đến là phần đế thì các bạn cũng đã biết phần đế của G3 này là làm từ hình tubula. Tubula là hình nóng, một dạng hình nóng, và nó cũng là thiết kế giống như những đôi Adidas original tubula các bạn cũng đã thấy. Và chất liệu làm nên cái phần đế này là EVA, một loại cao su tổng hợp. Và nếu mà so với lại những cái bộ đệm khác như là Lunalon, Boost thì rõ ràng cái phần đế đệm này chắc chắn là không bao giờ êm bằng những cái đôi giày đó rồi. Và nhưng mà nó cũng tạo cho người mang một cái độ êm nhất định, một độ thoải mái nhất định khi mà bạn mang nó. Và điểm khác biệt giữa cái Tubula này so với giữa cái phần đế EVA này của đôi E3 so với phần đế EVA của đôi Tubula đó chính là độ êm của nó. Mình cảm thấy cái độ êm này nó đầm hơn và cảm giác như đôi giày nó nặng hơn so với lại cái đôi Tubula rất là nhiều. Và một đặc điểm nữa khiến cho cái đôi này các bạn mang vào các bạn cảm thấy êm hơn rất là nhiều so với lại đôi Tubula, đó chính là bên trong cái phần lót của nó có lót bên trong phần lót của nó có cái lớp đệm bằng da rất là đẹp và rất là dày nữa, khi đó các bạn tạo ra cho người mang một cái cảm giác thoải mái khi mà mang nó. Và mình một lưu ý nữa thì ở season 2016 này có gì khác biệt ngoài cái màu sắc và hình dáng một vài điểm đặc điểm trên đôi giày, thì đó chính là cái phần neoprene, là chính là cái phần upper chỗ này của nó và dưới này nữa. Thì phần neoprene này nó rất là mỏng so với lại những season trước, thì do đó những bạn nào về sizing của nó thì mình khuyên các bạn nên trừ xuống một size khi mà các bạn mua đôi này. Và những bạn nào chân bè thì nên trừ xuống một size đến một size rưỡi nếu mà các bạn muốn mang đôi này một cách fit nhất, vừa nhất. Giá retail của nó là $400 và mình nghĩ nó hoàn toàn xứng đáng với mức giá này. Và vì đôi giày này là đôi giày general release cho nên là các bạn có thể mua nó bất kỳ lúc nào và không có sợ bị limit hết hàng gì hết. Và nếu mà season này các bạn không mua được thì các bạn cứ hóng cái season sau, tại vì thiết kế nó cũng sẽ như thế này và nó sẽ thay đổi một vài chi tiết nhỏ trên đôi giày thôi, không có nhiều chi tiết thay đổi. Chi tiết ở đây là thay đổi cái màu sắc hoặc là chất liệu của neoprene này nọ, không có ảnh hưởng gì đến cái thiết kế nguyên gốc của nó, rất là đẹp. Và mình có một lời khuyên nữa, đó chính là cái phần outsole của nó rất là mau mòn. Do đó người ta cũng có khuyến cáo cho mình là không nên dùng cái thằng này để mà đi chạy bộ hay là tập bóng rổ vân vân, cái thứ tập thể dục thể thao, thì đôi giày này sinh ra chỉ để mang đi chơi mà thôi. Review của mình chỉ đến đây là hết. Nó một đôi giày này rất là đơn giản mà thiết kế của nó thì lúc nào cũng hợp với mọi loại chân và hợp với màu bộ outfit. Các bạn mang quần lửng, quần ngắn, quần lửng, quần dài, quần slim, quần jogger, sắn gối gì vân vân vân, nó cũng đều rất là hợp với các bạn. Mình cũng không hiểu tại vì đơn giản, tại vì thiết kế của nó vốn đã đơn giản và rất là đẹp sẵn rồi, cho nên là khi mà các bạn mang nó thì mình nói thật không bao giờ uổng tiền. Cảm ơn các bạn đã nghe xem phần review của mình. Đến tiếp theo là phần on fit.
feel like.